xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lam Vlog. Hôm nay mình sẽ đi bắt nhộng sâu bướm nha các bạn. Về xào ăn thử xem thế nào nha. Các bạn cùng đi theo mình đi bắt ở trên cây này nha. Đấy, cái này là mình mới bắt được một ít các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ leo lên cây và chặt mấy cái nhánh cây. Đây, nó thường ở như thế này này các bạn. Đây, nó ở trên lá nha. Cây này sau nó ăn hết rồi các bạn ạ. Mã lu đi. Đây, tí nữa mình chặt xong mình quay cho các bạn xem tiếp. Ôi, cái này không có rồi. Ít à? Còn giờ đấy ít điểm rồi. Cái này mới nhiều này. Đây cây. Đây các bạn. Đây có mấy con. Đấy. Mình để đây tí nữa mình nhặt sau nhá. Bây giờ mình kiếm tiếp. Ui, cái này mới nhiều này. Đấy. Lá của cây này nó ăn hết rồi. Nó con sâu nó ăn hết. Giờ nó thành con nhộng rồi. Đây các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ mang ra kia nhặt nhé. Ngứa quá. Sâu rất là nhiều các bạn. Đây này. Sâu này nó biến thành nhộng nha. Đấy, bây giờ mình sẽ nhặt bỏ vào xô này. Tí về xào. Sau này người ta cũng ăn luôn nha. Đây, trên cây này rất là nhiều luôn. Đây là thành quả của ba anh em mình nha. Đấy, cũng được khá nhiều các bạn ạ. Đây, nhộng này khá là đẹp luôn ạ. Đấy, bây giờ anh em mình đi về
tí anh em mình tới nhà mình xào nhộng này và quay cho các bạn xem luôn nha. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ xào. Xào cả con sâu luôn. Đây bây giờ cho dầu nha. Ui, nhiều quá. Nóng. Đây bây giờ cũng đã chín rồi nha. Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Huynh đệ ơi, mình xào thêm một tí nữa rồi bưng xuống nha. Đây chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ bưng xuống. Và thưởng thức thôi. Ui, nóng quá. Nóng. Ui, cực kỳ là nóng luôn. Đây. Mình bỏ muối bột ngọt và ớt vô nha. Cái này ớt không đủ, ít quá. Đấy, bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem nha. Đây, bây giờ thử nha, thử ăn nha. Ui, chà ngon quá các bạn ơi. Ôi, chà chà, ôi, chà 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 chà. Ôi, chà 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 chà. Ngon quá. Bốc khói luôn, nóng hổi luôn. Bốc khói cho cực kỳ ngon này, lâu rồi không được ăn. Ăn thử con sâu đi. Đây là con sâu này. Ui, chắc mình không dám ăn đâu. Cảm giác thế nào? Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thử món nhộng này nha. Mình một miếng to luôn. Nó có vị bùi bùi béo béo các bạn. Đây mời các bạn ăn con nhộng nhá. Con này nó rất là ngon các bạn. Ai chưa ăn thì lấy bắt về ăn thử đi. Đây. Cắp thêm miếng ớt nữa. Đúng bài luôn. Cay. Siêu cay. Món này rất là ngon đúng không? Mì lại sao lại chậm mà sao mà. Được một nồi luôn nha. Sao sao
Bây giờ mình xin dừng clip tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay, cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.